Thưa quý khán giả, phần 2 của chương trình tin nổi bật ngày hôm nay chúng tôi đề cập tới ông nghị sĩ liên bang mà đơn vị bầu cử tại Texas, ông Ted Cruz. Chúng ta xem TV thì vẫn thấy một công ông mà để dâu quay nón, lúc thì ủng hộ ông Trump, lúc thì lại nói không có lợi cho ông Trump vân vân, tức là lập trường lung tung lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này, chủ chuyện vui của ông Ted Cruz, ông đang bị những người mà trên mạng xã hội dùng một cái chữ nặng ghê lắm là moron. Oh. Ron rất là Thằng... một kẻ đần độn, yeah. một kẻ ngu xuẩn. Tại sao vậy? <laughs> Bởi vì hôm vừa rồi chúng ta biết chủ nhật là khi mà cơn bão Hillary đánh vào miền Nam California, mm. California đã phải ông thống đốc phải điều động lực lượng vệ binh quốc gia chuẩn bị đối phó với cái tình hình nó nguy ngập. Nhất. khuyến cáo lũ lụt. À, yeah. Thì ông Ted Cruz <laughs> đưa lên trên mạng xã hội của ông hình ảnh cùng một cái con cá mập. Yeah. Bơi trong lúc đó cái hình chụp như là một cái từ từ một cái xe hơi đó Có kính chiếu hậu nữa có chụp Và à. ông ta viết như thế này Chú ơi, các bạn của tôi ở Los Angeles vừa chụp bức ảnh này trên xa lộ 405 <laughs> Thì tôi không biết xa lộ 405 làm sao mà nước nó ngập tới mức độ một con cá mập nó Có nó thể bơi được từ được. ngoài biển Pacific vào Nhưng mà ngay sau đó thì ông ta biết ông ta bị fake news, bị, bị lớn Là bởi vì cái người mà đưa cái hình đó lên là một Facebooker yeah. tên là Dan Big Cat Cars <laughs> Nói rằng California thì cái điều gì cũng có thể xảy ra được, nhưng mà đây là hình trò đùa thôi, các bạn có thể sử dụng cho mạng lưới xã hội của bất các cứ, bạn. Yeah. Thì một loạt người lên mạng lưới xã hội, người thì chửi Ted Cruz rồi là ngu xuẩn, người thì chửi là một người... Yeah. là Tất cả mọi người đều biết hình này là sai, mà chỉ có ông là người duy nhất nghĩ đó là đúng thôi. Nhưng mà sự thật ở đâu? thì quý vị, đây là một tấm hình được lan truyền từ năm 2011, yeah. sau khi cái trận báo IRENA tấn yeah. công vào Puerto Rico wow. và cái con cá mà được đưa lên á thực sự nó lấy từ một tấm hình mà người ta chụp từ lạ từ từ trên không tức là mấy bạn một người nào đó dùng drone đó drone, right. chụp xuống năm 2005 thì con cá mập trắng đó đang đuổi theo một người đang trèo thuyền cay ở ngoài biển ô oh, cái ghép hình, hình cái hình vào cái trận bão Puerto Rico 2011 cũng bị ghép luôn, ừ, cũng bị ghép luôn. Chứ không hình không, không phải có thật. Cái hình thật của nó là năm 2005. Ồ. Oh. Nhưng người mà người đang đã, đang thì anh cứ biết cái tôi cứ xem cái cái, cái hình con đó. Cái, 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 cái thuyền kayak á, yeah, yeah. người người da đỏ đó, họ đang bơi trên biển thế này yeah. thì có một cái con cá mập nó trồi lên nó bơi theo. Thì người ta ghép hình và rất bây hay. giờ ông Ted, Ted Cruz, Ted Cruz đánh dính, luôn. dính vào và bây giờ ông bố ơi các bạn tôi California cẩn thận nha một ca mập đó nó vào tới sơ lộ 405 rồi nhưng mà cái chuyện đó lớn hơn đó anh Đinh Quang Thái bởi vì chúng ta biết Ted Cruz là người ủng hộ ông Trump hết mình luôn và đến giờ phút này ông ủng hộ à, và đây mặc dù chỉ là một cái chuyện rất nhỏ trên mạng xã hội nhưng mà để cho thấy rằng đó cũng có thể sẽ là một cái tiến trình diễn ra trong cuộc bầu cử 2024 fake news à em thấy bức ảnh của anh đó, thì giờ giờ họ nói rằng không, đây bức ảnh của tôi, như bức ảnh trên mạng của tech news, tôi bức không có loan cái gì bức ảnh, bức ảnh của anh đang nói đó, họ đang đề cập đến ai và anh cũng đã biết rồi hình ảnh và thậm chí những bức video của ông trump, của ông biden, của ông obama hay bất cứ nhà lãnh đạo nào khác nữa. Bây giờ video do ai làm, giọng nói của obama, giọng nói của trump, vóc dáng là của trump, của obama tất cả là fake hết và người ta tin tưởng rằng cả một cái mạng của ông Trump hoặc là của Biden hoặc là bất cứ cái phe phái nào sẽ tung ra tung trưởng AI năm 2024 dựa trên những cái tin tức mà ngay cả Ted Cruz một thư nghị sĩ cũng có thể tin được mà một cái cặp bắt bình thường anh có thể phải đặt vấn đề tại sao một bức ảnh như thế mà anh lấy ngay lập tức để đưa lên loan truyền cho cả triệu người Followers của ông Ted Cruz khác nữa. Đó chỉ là một trường hợp điển hình thôi. Trong 2024, biết sẽ có trường hợp mà nhiều người dựa vào họ biết là fake news, họ vẫn loan truyền như thường, có lợi về mặt chính trị cho họ. À, trong một cái thế giới mà ngày hôm nay về phương diện uh, kỹ thuật uh, tân tiến ngày nó càng ừ. gọi là tiến triển một cách nhanh nhanh như đó, thì đôi khi tôi xem những cái phim tài liệu về cái cộng đồng người Amish ở nước à. Mỹ đó. Ừ thì tôi thấy rằng chắc có lẽ chỉ có cái cộng đồng người Amish đó họ sống <laughs> yeah. cách bình an nhất. Cộng đồng Chúng không ta biết điện. Amish là một cái cộng đồng mà họ đi từ Âu Châu vào Mỹ và họ yeah. có mặt ở bên đây mấy trăm năm rồi. Pennsylvania nhiều lắm. Pennsylvania là một, Ohio là hai. Yeah. Thứ nhất họ không xảy internet, thứ hai không xài điện thoại ở nhà, Đúng. thứ ba không có cellular phone, không, à, thứ yeah. tư không có TV, à, à, thứ năm di chuyển bằng xe ngựa. Kinh tất hồ cả hồ. mọi thức ăn của họ là họ tự gặt hái lấy, họ làm à, ăn hết, công hết. Đó. À. Và họ sống hạnh phúc là bởi <laughs> vì họ không bị rơi vào những cái chuyện như yeah. thế anh cứ tưởng tượng AI mà mai sau này một buổi sáng mà làm tin tôi không biết anh là người thật hay người giả tôi có bị lúc Đấy đó tôi không xem biết TV đó. và anh thì cũng không biết thằng trang ngồi bên cạnh này là <laughs> cha thật hay cha giả thì đó là những yeah. cái mà Trong chúng ta là... phải trả giá cho cái high tech ngày hôm nay đúng. liệu nhân loại có được sống lại một cái đời sống nó ừ. bình yên cái đó. gì nó là cái đó chứ nó không có lẫn lộn giữa gọi là thiện với ác như ngày hôm nay không Thực nhưng mà anh là... có anh có tin rằng là fake news sẽ xuất hiện nhiều vô cùng nó trong... đã xuất hiện nhiều <laughs> lắm rồi xuất hiện nhiều lắm rồi hả sẽ ừ. sẽ sẽ nhiều nữa bằng 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 chứng thế này nhá cái ngày mà ông tổng thống barack obama đi thăm việt nam đó một ông bạn tôi đó ông bảo ông ơi ông 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 barack obama một ngồi trên một cái thuyền ông ông trèo trên một con sông trời mưa sài gòn tôi bảo đâu ra cái hình đó hả à, rồi cái hình mà giang trạch dân tự nhiên bị còng tay bị đưa ra ông bạn tôi cũng là một ông cái là ừ. có vai vế ở quận ở trên ở miền Bắc California yeah. gọi xuống một ông ơi như vậy tức là giang trạch dân bị bắt rồi tôi bảo anh xem cái tin nó ở đâu vào ở trên Facebook tất anh... cả cái đó là fake news hết cái ngày gặp anh đinh quang thái ở Mỹ này tôi nhớ hoài cái câu chuyện anh kể cho tôi anh còn nhớ là à, khi mà vợ mình nó nói nhìn vào cái con gà thành con mèo đó không những anh phải nói nó là con mèo mà lòng mình phải tin như thế chứ còn mình Đúng, lòng mình đó nghi là ngờ anh, là mình chết anh hãy yeah. kể cho tôi nghe thế không nhỉ? những như vậy mà trong lòng trong tâm não của mình phải nói nó là con mèo ừ. anh nhớ thì bây giờ ông John Isman ừ. luật sư mà là chiến lược gia để cung cấp những cái tin tức cho ông Trump về phương cách thay đổi hiến pháp, biến đổi quốc hội và thuyết phục quốc hội làm sao biến những cử tri đoàn này ủng hộ phiếu bầu cho cha cho ông Trump. Ngày hôm nay ông tuyên bố, ông vẫn tin cuộc bầu cử này là có gian lận. Ông là luật sư và ông tin yes. và ông dựa vào những cái tin tức rõ ràng là fake news mà ông vẫn tin và trong lòng ông tôi nghĩ rằng thật sự là ông tin là có gian lận. Cái đó không, bằng chứng thì ông ta không tin như vậy. Tại sao? Bởi vì trong một cái email ông ta viết ông ta nói rất rõ ràng với những cái người đồng sự tức là đồng mưu đó là hiến pháp Hoa Kỳ hoàn toàn không cho phép một vị phó tổng thống tức là chủ tịch thượng viện được thay đổi kết quả của bầu cử. Nhiệm vụ của phó tổng thống và lại đồng thời là chủ tịch thượng viện là ông Mike Pence đó. nhiệm vụ duy nhất là kiểm các số phiếu của các đại tr cử tri đoàn đọc cái số phiếu đó lên thôi. Ông ta viết như thế. Nhưng mà sau đó thì ông ta lại đến gặp luật sư của phía bên. Ông pen để thuyết phục là Nói với ông pen là nên lật ngược lại đi Nhưng mà Eastman là một con người ông thế này Eastman, thế kia Ông biết là không đổi được Mà ông vẫn nghĩ rằng đổi được Thì cái đội đã đưa nhỏ Nhưng mà đến ngày hôm nay ông tuyên bố Là ông vẫn tin cuộc bầu cử đó là gian lận thưa anh. Người Mỹ có một câu hay là He will pay the price Ông ta sẽ phải trả giá trước tòa án thôi Bởi vì luật pháp của nước Mỹ không thể nói như vậy được Xin nhắc lại nhé Quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp của tù chính án thứ nhất, anh muốn nói gì thì anh nói. Nhưng mà nếu câu nói của anh có một tác động không có được tốt cho cái không cho cái môi trường chung quanh đó là anh chịu trách nhiệm. Tôi đưa một thí dụ, bây giờ anh đi ra phi trường, anh check in để anh bay đi một nước khác, mà anh nói với người mọi người xung quanh là tôi có mang theo một quả bom vào trong 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 hành lý của tôi, yeah. anh bị bắt ngay lập tức, yeah. hả? Có. Thậm chí họ dừng chuyến bay lại họ kiểm soát ừ. nữa cơ. Đó không phải là tự do ngôn luận mà đó là một lời nói gây một cái tác động không tốt cho môi trường của những người xung quanh. Họ bắt nhưng, anh lên. Nhưng mà ông nói là tôi được quyền tin là vụ à, cầu cử để có gian lận. Nhưng mà nào, nếu mà cái phía bên công ông... tố viên họ chứng minh đầy đủ là cái chuyện này là anh Plup thì anh chết. He will pay the price. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của Lê Đại Sơn TV. Ngay sau phần quảng cáo, hãy chia tay với anh Linh quảng Thái. Chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.